Xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và hôm nay thì vườn mai của chị Diễn có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai con ươm từ hạt giả thủ đất bên vườn của chị Diễn ha. Giao lưu với cô chú anh chị mình ha, mức giá chỉ từ 5.000 một cây ha, 5.000 một cây, 10.000 một cây, 15.000 một cây, bao phí vận chuyển của chú anh chị ha. Đó, mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào hợp nhãn của chú anh chị mình ủng hộ cho vườn của chị Diện nha. Hôm nay lên tàn là những cái loại mà quấn rễ cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị ha. Quấn rễ bính, quấn rễ gắn, quấn rễ bí nha cô chú anh chị. Rồi có mai tứ quý nữa cô chú anh chị ha. Rồi không mất thời gian nữa ha, mình gặp luôn bà chủ và bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Vậy rồi chào bà chủ ơi. Dạ. Xin chào cô chú anh chị đang xem kênh nha. Thì hôm nay trong vườn em cũng có số loại mai con quấn rễ. Em cũng giới thiệu cho cô chú anh chị em mình xem coi được thì mua ủng hộ về giùm em về trồng nha. Rồi. Mình vô giới thiệu loại đầu tiên đi ha. Đầu tiên là cây bính đi. Rồi, cây bính ha. Cây bính đây. 1 2 2 nè, 4 nè, 5 nè, 2 4 nè, 9 muối cô chú anh chị ha. Ừ. Đó, cây bính là 9 muối. Cái này nó bằng đầu đũa không ăn của mình rồi nha cô chú anh chị. Gốc nó bằng đầu đũa không ăn. Chiều cao thì cỡ 4 tấc ha bà chủ ha. Nói chung là từ 4 tấc lấy lên ha. 4 tấc lấy lên. Rồi. Nó bính thì nó từ nói chung là từ 4 5 muối đổ lên đi. Hả? 5 muối đổ lên từ đi. Từ 6 muối đi. 6 muối hả? Ừ, từ 6 muối nha. 6 muối. 5 muối. Ừ thôi, từ 5 muối lấy lên đi cô chú anh chị ha. Ừ. 5 muối cho tới 10 muối nha cô chú anh chị. 2 4 6 8 9 muối. Cái này 9 muối nha. Có 9 muối, 10 muối nữa mà mình tính từ 5 muối đổ lên đi cô chú anh chị. Rồi, trường hợp 5 muối đều rất là ít nha cô chú anh chị, không có nhiều ha. Thì tự hao nhiều khi nó bị gãy rễ cô chú anh chị ha. Đó. Thì đảm bảo cho cô chú anh chị mình nói chung là hàng nói chung là 6 muối là nhiều nha, 6 muối 7 muối là nhiều. Đó, còn 5 muối rất là ít ha. Rồi cái này thì mình giao lưu giá sao bà chủ? Thì cây bính thì em giao lưu cô chú anh chị mình 10.000 cây thôi nha. Rồi, mà 10... bầu này là bầu 14 nha. Rồi bầu 14 vuông ha bà chủ ha. 14 vuông là 10.000 một cây bính. Rồi 10.000 một cây, bao nhiêu cây mình gửi hàng? 20 cây em gửi hàng à. Rồi. Còn 50 cây mới bao ship nha cô chú anh chị. 20 cây gửi hàng, 50 cây bao ship. Rồi. Mình giới thiệu loại tiếp theo ha. Tiếp theo là cây rắn nha, cây đế rắn. Cây này cành nhánh cũng có nè cô chú anh chị ha. Gốc thì cỡ bằng đầu đũa không ăn mình rồi cô chú anh chị ha. Rồi. Thì để em moi ra cho cô chú anh chị em mình xem nha. Cái thân đó nè. Dễ quá trời dễ luôn. Uống lượng vô đụng cái bầu luôn nè. Chị gắn quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đi lặn cái bầu ra. Nè, cô chú anh chị thấy không? 1 lượng nè, 2 lượng nè, 3 lượng nè, 4 lượng cô chú anh chị ha. Nói chung là gắn là đảm bảo cho cô chú anh chị mình từ 3 lượng lấy lên nha cô chú anh chị. Đó, từ 3 cái lượng nó lên. Còn nữa nhưng mà cái bầu nó ấy quá em âm xuống dưới đây luôn nè nha. Đó, quá trời cái rễ gắn đẹp luôn cô chú anh chị ha. Rễ gắn thì mình giao lưu giá sao vậy bà chủ? Thì rễ gắn với bí là bính là chung luôn nha. Gắn này với bính là cũng giá 10.000 cây luôn bầu, nha cô chú. Bầu 14 gắn bí bính dạ, là 10.000 một cây. 10.000 một cây. Rồi, gắn bí bính là từ 5 muối lấy lên. Bí với bính là từ 5 muối lấy lên. Rồi. Rồi gắn là từ 3 lượng. 3 lượng. Rồi, là 10.000 một cây, chiều cao là từ 3 tấc. 3 tấc đổ lên nha. Rồi, 3 tấc cho tới 4 5 tấc nha cô chú anh chị. Là 10.000 một cây, 20 cây gửi hàng phải không? 20 cây gửi hàng mà 50 cây thì em bao ship nha cô chú. Rồi. Mình giới thiệu loại tiếp theo luôn ha bà chủ ha. Tiếp theo là cái cây cây bính bầu bự, cây bí đồ bầu bự đi nha cô chú. Rồi, bầu này bầu 18 ha bà chủ ha. Bầu 18 bầu lớn nha. Rồi. Cái này thì mình quấn được bao nhiêu rễ bà chủ ha? Được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mắt nha. 9 mắt. Nói chung là cái này nó từ 7 muối nha cô, 6 muối, 7 muối nha cô chú anh chị. 6 muối lấy lên. Từ 6 muối lấy lên ha, cái này là tròn cứng miệng bầu luôn cô chú anh chị ha. Nè, đặt cứng miệng bầu luôn ha. Cái này dòng cứng nha, dòng bự nha cô chú anh chị. Nè, dòng bự nha chứ không phải dòng nhỏ nha. Đó, đều tròn nguyên trái bí luôn. Đó, gốc thì bằng đầu đũa không ăn của mình nha cô chú anh chị mình. Đó, cây thì cành nhánh nè cô chú anh chị mình thấy ha. Đó. Cái này thì chiều cao mình lấy từ bao nhiêu bà chủ? Cái này thì chiều cao mình cũng là 30 đổ lên luôn. Rồi, nha. Từ 3 tấc lấy lên ha. 30 đổ lên, 3 tấc đổ lên. Rồi, cái loại đó thì mình giao lưu giá nhiêu bà chủ? Cái loại bí mà bầu 18 này thì em giao lưu là 15.000 một cây thôi nha cô chú anh chị. Rồi, bao nhiêu cây mình gửi hàng? 10 cây thì em gửi hàng rồi, nhưng mà 50 cây là em mới bao ship nha. Rồi, 10 cây gửi hàng mà 50 cây mới bao ship nha cô chú anh chị. Rồi, mình giới thiệu loại tiếp theo luôn ha bà chủ. Loại tiếp theo thì gồm cũng có cây
tứ quý ha. Tứ quý nè. Rồi tiếp theo mình giới thiệu loại tứ quý ha bà chủ ha. Tứ quý. Rồi em qua bên này quay lại ngược lại ha. Rồi. Cái này là cũng lộn xộn nha cô chú anh chị. Cái này còn cũng không có nhiều ha. Cũng không có nhiều. Còn chắc cái này chừng vài trăm cây nữa là hết rồi. Cô chú anh chị mình mua đánh thủ ha. Cái này là bí nè. Rồi, bí ha. Rồi cho bí nè. Mình moi moi ra bà chủ, moi moi giùm đi. Nắng quá cái nó bể rồi bầu hết trơn. Cái bí này cô chú anh chị thấy không? Do luôn nè. Cái bầu 1, nó bị 2, bể 3, rồi. 4, 5 muối nha cô chú anh chị. Bên đây muối nữa nè. 6 muối bí nè. Thì nói chung là từ 5 muối lấy lên nha cô chú anh chị. 5 muối lấy lên ha. 1, 2, 3, 4, 5 muối bí lấy lên. 6, 7 muối. Đó. Cái này thì 7 muối ha. Cái này thì mình lấy muối bí thì mình lấy từ 5 muối lấy lên. Đó. Rồi. Nè, này cũng là 6 muối luôn nè. Đó, vậy bí nha cô chú anh chị. Do luôn nè, cái cây nằm giữa luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao thì mình lấy từ 2 tấc ha bà chủ ha. 2 tấc đổ lên. Thôi. 2, 4, 6 muối. Gan tay nha cô chú anh chị. Nè, gan tay 2 tấc ha. Do luôn. Thì mình có bí với bính rồi nơm. Bính. Thì cũng lộn xộn vậy đó. Mình moi cái bính coi thử bà chủ. Bí, bính rồi nơm ha. Rồi gì nữa? Bí, bính với nơm gắn. Với lại gãy gắn, gãy thường nữa ha, gãy cũ ha. Gãy cũ. Gãy nè cũng là từ nè. 6 muối. Đẹp 5... lắm nha cô chú anh chị mà tại vì nắng quá cái nó bể bầu. 5 muối lên. 1 2 3 4 5 6 7 muối. 7 muối. Rồi, nhưng mà mình lấy từ 5 muối lấy lên ha. 5 muối lấy lên đi. Chiều cao là từ 2 tấc. 2 tấc. Tấc 8 2 tấc, tấc 8 đi, lấy từ tấc 8 đi ha bà chủ ha. Tấc 8. Tấc 8 đổ lên. Tấc 8 đổ lên. Thì lấy lộn xộn nha cô chú anh chị. Rồi. Thì cũng là nơm nè, bính nè, bí nè. Rồi. Rồi gắn nữa. Rồi. Cái này thì mình giao lưu giá sao bà chủ? Thì em giao lưu là 5.000 một cây thôi nha cô chú anh chị mình. Rồi, tứ quý 5.000 một cây. Tứ quý là 5.000 một cây. Rồi. Là lộn xộn nha, như này là nơm nè. Nơm rồi ha nè. Tấc 8 ha cô chú anh chị ha. Tấc 8. Tấc 8, tấc 8 tới 2 tấc, 2 tấc rưỡi ha. Tứ quý thì nó rất là chậm chứ nó không có nhanh như mà ba cái dảo của mình đâu ha. Dảo mình thì nó lên nó cao, còn cái này thì nó hơi chậm lùng hơn nhưng mà nó mập nha cô chú anh chị. Rồi mình giới thiệu loại tiếp theo luôn ha bà chủ tiếp ha. Tiếp theo là mây mây các ghế chuột nha. Rồi. Thì dảo Thủ Đức. Dảo Thủ Đức toàn bộ là dảo Thủ Đức mà các ghế chuột thì cao chừng mét á. Thì rồi cái này là cao từ bao nhiêu bà chủ? Từ 8 tấc cho đến 1 mét nha. Rồi. Từ 8 tấc tới 1 mét ha. Mai con cắt rễ chuột nha cô chú anh chị mình. Nè. Cây rất là cứng luôn cô chú anh chị ha. Gốc nó cỡ bằng đầu điếu thuốc luôn cô chú anh chị. Đó. Cái này số lượng mình còn nhiều không bà chủ? Này còn cũng cỡ 2.000 cây nữa. Rồi mình bán giá sao bà chủ? Thì cái này 5.000 một cây thôi nha cô chú anh chị. Rồi bao nhiêu cây mình gửi hàng và bao nhiêu cây mình bao ship? Cái này là 50 cây em bao ship, còn 30 cây là em gửi hàng. 30 cây gửi hàng, 50 cây bao ship ha. Ừ. Rồi mình còn giới thiệu loại nào nữa không bà chủ ha? Thì hôm nay em cũng giới thiệu chỉ còn nhiêu đây thôi là mây tứ quý, rồi mây ghế chuột, các ghế chuột nè. Rồi mây rắn, mây bính. Mây bí. Mây bí. Rồi. Hôm nay em giới thiệu nhiêu đó. Thì cũng mong cô chú anh chị em mình xem coi cây nào được, mình trồng vườn được thì mua ủng hộ giùm em nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Diện cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Diện trong các clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cây nào hợp nhãn, cô chú anh chị mình ủng hộ cho vườn của chị Diện nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.